thay đổi thể chất ở người cao tuổi. Hầu hết các chức năng sinh học liên quan đến tuổi đạt đỉnh điểm trước tuổi 30 và dần dần suy giảm sau đó. Trong nhiều trường hợp, sự suy giảm khi lão hóa một phần có thể do lối sống, hành vi, chế độ ăn uống, tác động của môi trường, vân vân. Do đó, ta có thể thay đổi được các điều này. Ví dụ, tập thể dục nhịp điệu có thể thay thế một phần khả năng tập luyện tối đa, phải dùng sức mạnh cơ bắp và khả năng dung nhập glyco ở những người cao tuổi nhưng mà ít hoạt động. Theo thống kê cho thấy, chỉ có khoảng 10% người cao tuổi tham gia hoạt động thể dục thường xuyên trên 30 phút một lần và 5 lần trong tuần theo khuyến cáo chung. Còn lại khoảng 35-45% người cao tuổi có ít xu hướng hoạt động hơn các nhóm tuổi khác vì nhiều lý do. Thông thường nhất là sự giới hạn về hoạt động thể chất của họ. Lợi ích của hoạt động thể lực ở người cao tuổi thì có rất là nhiều và có thể tránh được những rủi ro gặp phải. Ví dụ như bị té ngã, đứt dây chằng, co kéo cơ. Từ đó, những hoạt động thể lực sẽ có những lợi ích như giảm tỷ lệ tử vong, ngay cả đối với những người hút thuốc lá hoặc béo phì, giúp duy trì sức mạnh cơ, khả năng hoạt động về thể chất, về mật độ xương, góp phần về tăng khả năng vận động và hoạt động độc lập, giảm nguy cơ bị béo phì, phòng ngừa và điều trị các rối loạn về tim mạch, đái tháo đường, loãng xương, ung thư đại tràng, rối loạn cảm xúc, ngăn ngừa bị ngã hoặc là chấn thương do ngã, và tăng cường sức mạnh của cơ, khả năng thăng bằng, phối hợp động tác, giúp cho chức năng của khớp được dẻo dai, linh hoạt, cải thiện những chức năng của hô hấp, tim mạch, thần kinh, v.v. Có được giao tiếp rộng rãi ở xã hội, tăng cảm giác hạnh phúc, cải thiện chất lượng và thời gian của giấc ngủ. Hoạt động thể chất là một trong những lợi ích có thể khôi phục lại phần nào các chức năng sinh lý đã bị mất dần do tuổi tác tăng lên. Các lợi ích của tập thể dục. Tập thể dục có ý nghĩa là tạo ra các chuyển động về thông khí, tăng nhịp tim và những hoạt động tạo ra những hiệu quả tích cực. Qua đó, các hoạt động đơn giản như là đi bộ, chăn nuôi, làm vườn có nhiều lợi ích cho người cao tuổi, đặc biệt là những người trên 70 tuổi. Vì vậy, hoạt động thể chất mà không gây thiếu oxy hoặc gia tăng những bệnh lý về tim mạch thì thường được khuyến khích, ngay cả người cao tuổi bị hạn chế về vận động. Tất cả những người cao tuổi khi bắt đầu luyện tập thì nên được sàng lọc và hỏi trực tiếp hoặc là đưa ra bảng câu hỏi để xác định các bệnh lý mãn tính và đó có những chỉ định thích hợp. Tuy nhiên, hầu như ai cũng biết rằng bắt đầu với đi bộ thời gian ngắn, sau đó tăng dần lên đến 30 phút và 5 lần trong tuần. Hoạt động thể chất không phù hợp chỉ với một vài người cao tuổi. Những người có bệnh lý mãn tính cần phải được khám sức khỏe toàn diện trước khi bắt đầu luyện tập thể dục. Việc luyện tập thì sẽ phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm đã làm và khám lâm sàng. Một số chuyên gia khuyên nên kiểm tra bài tập gắng sức cho bệnh nhân có trên hai yếu tố nguy cơ về tim mạch như là tăng huyết áp, béo phì. Và với những người có kế hoạch luyện tập với cường độ cao hơn, các chương trình tập thể dục với cường độ cao hơn đi bộ có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp của bốn bài tập như là độ bền, tăng sức mạnh cơ bắp, luyện tập thăng bằng như đứng một chân và tăng tính linh hoạt. Sự kết hợp của các bài tập được đề nghị phụ thuộc vào đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân và khả năng thích ứng của người bệnh. Ví dụ một chương trình tập luyện ngồi sử dụng trọng lượng để tập luyện thể lực và các động tác lặp đi lặp lại để luyện tập độ bền và có thể hữu ích đối với những bệnh nhân đi đứng khó khăn thì cho tập luyện ngồi. Một chương trình tập luyện ở dưới nước được đề nghị cho bệnh nhân bị viêm khớp. Bệnh nhân có thể lựa chọn những hoạt động, những bài tập mà họ yêu thích trong bốn cái loại hình luyện tập. Trong các loại bài tập thì luyện tập về sức bền như đi bộ, đi xe đạp, khiêu vũ, bơi lội,
tập thể dục nhịp điệu, động tác nhẹ đều có lợi ích cho sức khỏe của người cao tuổi. Một số bệnh nhân, đặc biệt là những người có bệnh tim như đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim cấp cần được theo dõi y tế trong khi tập luyện. Các chương trình tăng cường sức mạnh cơ cường độ cao, đặc biệt là đối với những trường hợp hội chứng dễ bị tổn thương ở những bệnh nhân cao tuổi bị sarcopenia là thoái hóa và mất trọng lượng cơ. Đối với những bệnh nhân này, máy móc sử dụng áp suất không khí thay cho những dụng cụ có trọng lượng. Các chương trình tập luyện cường độ cao ở những người trên 80 tuổi sống ở các viện dưỡng lão, trong đó có sức mạnh và linh hoạt thì sẽ được cải thiện do có được sự giám sát của nhân viên y tế ở trong nhà dưỡng lão. Về vấn đề thuốc và tập thể dục, cái liều tiêm insulin và thuốc hạ đường huyết uống ở người bị tiểu đường thì có thể cần phải điều chỉnh lại theo khối lượng của bài tập dự kiến vì có thể gây hạ đường huyết khi tập luyện. Có thể cần phải giảm các liều thuốc mà có nguy cơ làm hạ huyết áp, ví dụ như thuốc chống trầm cảm, thuốc hạ huyết áp, thuốc ngủ, thuốc lợi tiểu, thuốc giảm đau, vân vân. Để tránh việc mất nước trầm trọng khi tập thể dục, người cao tuổi tập luyện á cần phải uống đầy đủ nước, bù dịch trong quá trình tập luyện. Một số thuốc hướng thần có thể làm giảm cái hiệu sức tập luyện thể chất của người cao tuổi do giảm mức độ hoạt động hoặc là ức chế thần kinh cơ của họ. Những thuốc hướng thần này thì có nguy cơ làm cho người cao tuổi dễ bị suy yếu cơ và té ngã. Có thể nên giảm liều hoặc ngưng trong chế độ tập luyện để cho được an toàn và giúp cho người bệnh tuân thủ chế độ tập luyện của họ. Tóm lại, lợi ích của hoạt động thể lực của người cao tuổi là rất nhiều, có thể tránh được những rủi ro có thể gặp phải và có thể tránh được những rủi ro có thể gặp phải, ví dụ như té ngã, đứt dây chằng, co rút sợi cơ. Những lợi ích của hoạt động thể lực thì bao gồm giảm tỷ lệ tử vong, kể cả những người hút thuốc lá hay là những người béo phì, duy trì sức mạnh cơ, khả năng hoạt động về thể chất, về mật độ xương, góp phần tăng khả năng vận động và giúp hoạt động được độc lập, giảm nguy cơ bị béo phì, phòng ngừa được các bệnh về tim mạch, về đái tháo đường, loãng xương, ung thư đại tràng, rối loạn tâm thần, v.v. Ngăn ngừa việc té ngã, chấn thương do ngã, tăng cường sức mạnh của cơ, khả năng thăng bằng, phối hợp động tác, các chức năng của khớp và sự dẻo dai của khớp, cải thiện được chức năng hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, vân vân, có cơ hội để giao tiếp xã hội, tăng khả năng cảm giác hạnh phúc và qua đó sẽ cải thiện được chất lượng giấc ngủ và thời gian của giấc ngủ. Tóm lại, các tác động của tập luyện thể chất thì không thay đổi được tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, nhưng nó sẽ giúp cho có thể quá trình lão hóa sẽ chậm lại và việc luyện tập làm cho người cao tuổi sẽ sống khỏe mạnh hơn, sống thọ hơn, sống lạc quan, yêu đời hơn. Ngày nay, mọi người trên 65 tuổi có sức khỏe tốt hơn những tổ tiên của họ. Họ sống vui, sống khỏe và sống thọ hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có thắc mắc gì, hãy comment ở dưới video. Thấy hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và đặc biệt, subscribe, đăng ký kênh để đón nhận video tiếp theo. Xin cảm ơn.